Cô chào bảo an nhé. Cô và em, cô và con cùng nghe lại cái bài ghi ra bài đọc năm nay của con nha. Nào, con chú ý cho cô từ đầu tiên. Box, box, box. Âm này là âm KS nhé. Cái từ thứ hai, bottle, bottle, không đọc là bot. Từ này không đọc là block, block, mà sẽ là block, block. Con chú ý phần ending sao nha. Từ tiếp theo đó là từ chocolate, chocolate, chứ không phải là car, chocolate. Từ tiếp theo clock, clock, clock. Cái từ này con chú ý cho cô, con đang đọc thiếu âm này, coffee, coffee, con chỉ đọc đến âm f, còn đằng sau có mi ngắn mà con, coffee, coffee. Con đọc rõ từ ra, copy, no, đầu là cop, copy. Nào, từ này dog, dog. Con chú ý cô nhá, cái từ này mình đọc rõ ra đi. Có hai âm mà. Hobby, hobby, hobby. Online, online. Cái từ này mình đọc sẽ đọc nhanh hơn một chút nha con nhá. Stop, stop. Từ này không đọc là one, sworn, sworn, sworn. Từ này không đọc là rang nhé con nhé. Từ này nó là âm o ngắn mà con. Wrong, wrong, wrong. Từ này nó sẽ là autumn, autumn. Ơ mà sao con mới nộp đến phần âm o ngắn thôi. Cô chưa thấy có phần o dài của con đâu. Con nộp bổ sung phần o dài nhé, phần này cô hôm nay mình mới nộp cho cô đến phần o ngắn thôi nhá. Đó là một vài những cái chỉnh sửa của cô trong bài ngày hôm nay của con. Con cần nghe lại kỹ video này và xem video chỉnh sửa, mình đọc thật chậm thôi, đọc từng chắc từng từ một nhá. Rồi cô chào bảo an nhá.